Dạ hello Ngũ Nguyễn, chào anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngũ Nguyễn nha. Hôm nay thì cuối tuần Ngũ Nguyễn trở lại bên cửa hàng xe máy mô tô Phương Nam Gia nè anh chị, để cùng nhau cùng với anh Thắng cập nhật giá cả xe mới nhất trong tuần vừa qua. Anh sẽ nhập về những cái dòng xe nào, và đặc biệt hơn là hôm nay có chương trình giảm giá cũng gần giống như là cái video kỳ rồi, vẫn là 3 triệu đồng nữa chị nha, giảm 3 triệu nữa. Mọi người thấy đã không? Mô tô SH giảm 3 triệu, Winner với Ad có giảm nhưng mà hình như là nó sẽ dành như là 2 hay 1 triệu gì đó. Em không nhớ kỹ cái này, tí vô trong cùng với em rồi mình tham khảo nha anh chị các bạn mình ha. Giờ mời anh chị mình vô trong nha. Đây, mời anh chị các bạn vào đây. Bên kia là có Ad Setter nè, đây thì có SH với lại mô tô. Đây, mời anh chị mình vào trong nha. Xe cộ là cực kỳ là nhiều luôn mọi người thấy không? Đây là mấy cái dòng mới về là như có Vesa rồi FZ này kia đó. Ôi anh Thắng. Vâng. Yeah. Xin chào toàn thể chào anh chị em. Chào anh. Ngô Nguyễn. Chào anh Lâm nhé. Chào tất cả anh chị em mình đang xem trên kênh của Ngô Nguyễn nhé. Hôm nay em Liêm lại ghé cửa hàng review tất cả các dòng xe bên cửa hàng cho anh chị em mình. Thì trước khi vào video chính thì em cũng bật mí một chút về bên cửa hàng kỳ này là đang xả giảm tới giảm các dòng, giảm tới 3 triệu một xe luôn. Thì cụ thể như thế nào thì anh chị em mình theo dõi video nhé. Bên cửa hàng có bán hỗ trợ trả góp luôn, anh chị em mình mà cần hỗ trợ thì chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân nhé. Còn anh em nào mà ở xa không tới được thì bên cửa hàng có bán ship online, khi mà anh em mình chốt được xe đặt cọc thì bên cửa hàng sẽ gửi xe cho anh em mình luôn. Thì không làm mất thời gian nữa, chắc mình giới thiệu luôn mấy con xe mới về cho anh chị em mình luôn nhé. Xong rồi chúng ta đến các dòng khác. Anh Thắng ơi, cho em tham khảo tí xíu. Giờ đây em cũng có nhận được một vài cái câu hỏi của khách về là nhiều khi họ bị nợ xấu á, mình nghe nợ xấu mình hơi bị ấy, nhưng mà thực chất là nhiều khi họ cũng không có muốn anh. Đúng rồi. Đôi khi đó mình có cách nào không? Thì bên cửa hàng anh thì nói chung là trả góp phải qua ngân hàng. Cái đấy là nó phụ thuộc tất vào khách hàng, chứ không có cửa hàng thì nói chung là đã nói là qua ngân hàng rồi thì cửa hàng thì không có tham gia được cái vấn đề này. Nhưng mà có điều là người ta bảo đi mua xe nó giống như là đi mua cá thì không thể nào vừa đĩa. Cũng có thể là cửa hàng cho hỗ trợ lại cho anh em mình trường được 10% trên cái giá trị xe. Ví dụ như là xe 2-30 triệu thì cửa hàng có thể là hỗ trợ cho anh em mình khoảng được 3-4 triệu gì đó. Đấy, tùy theo cái chi phí của khách hàng ha. Cái mức độ cái giá tiền xe. Rồi ok anh. Thì cũng có mấy anh em kia cũng hỏi bảo bên cửa hàng có bao nợ xấu không. Thật ra nếu mà để mà nói cái câu từ bao nợ xấu này thì nó ghê khó lắm, khó lắm. Đó. Một là có mấy công ty tài chính gì đó. Nó tóm lại là cái vấn đề này thì cửa hàng chưa hỗ trợ được. Để mà giải thích nhiều quá thì có thể là lệch lạc sang vấn đề khác. Ok chưa? Thôi giờ anh em mình bắt đầu cập nhật xe ha. Còn bây giờ là anh chị. Còn này thấy mấy anh bullet đó nắng, chạy cũng nhiều lắm nha, ngầu đẹp lắm á. Con này mới cập nhật về xong. Rồi, hôm nay thì lên hình luôn cho anh chị em mình luôn nhá. Đẹp thật sự anh chị. Con này là 2020 thôi. Biển Sài Gòn. Đã ký ủy quyền về cửa hàng. Ơ đo của nó chỉ có 1989 km. Camera có thể giúp anh quay cái ơ đồ nha. Biển số là của thành phố nữa nên là anh chị em mình là không có lo cái vấn đề gì cả. Xe bao đồng hồ, bao đồng hồ, nếu chứng minh tua đồng hồ tặng xe luôn khỏi bán. Ok nha, em nổ máy cái nha anh Thắng ha. Ok dạ. Tiếp từ tên chìm dữ anh. Mà cái tiếng bồ của nó nghe cũng sướng anh chị, mặc dù nó không phải bồ quá lớn nhưng mà nghe nó cũng thích. 150 phun xăng điện tử thì con dòng này thì rất tiết kiệm nhiên liệu rồi. Thứ hai nữa là gai gió còn rất là dày, còn nói chung là mới tinh luôn cả nhà mình, cốt trước cốt sau chưa mở luôn. Một chiếc xe chạy mà chưa đến 2.000 cây số mà anh chị, nên là em nó cũng như giờ muốn thiếu có cái thùng thôi đó. Đúng rồi, thiếu cái thùng thôi đó. Rồi giờ anh Thắng để ra với cái giá cho anh em thì, mình là bao nhiêu? Giá của bên cửa hàng bán là 42.500.000. Biển số Sài Gòn, sang tên chuyển vùng một nốt nhạc thôi. Nhanh gọn. Cái giá này anh Thắng có hỗ trợ giảm bớt gì tí xíu nào nhỏ nhẹ được không? Anh em tới thì bên cửa hàng sẽ fit cà phê cho mình nhé. Thì khi giao dịch xong thì sẽ có như là tặng nhớt, thay nhớt miễn phí, ví dụ như là nhớt mà nó không có đủ tiêu chuẩn thay nhớt, rồi là tặng nón đồng đồ cho anh em mình đó. Ok anh. Và đến đây thì cũng là cái kiểu dáng đó.
mà con này là con Yamaha IB đời 2013. Đời 2013. Con này cũng biển số Sài Gòn luôn. 59F2 31282. Đó là 125 phân khối nha anh em. 125. Dạ, IB. Thì cái mẫu này cổ điển vậy. Mẫu này thì bên cửa hàng bán cho anh em mình là 20.900.000 thôi. Dạ. Máy móc thì cũng êm, zin. Biển số cũng là số 59F2 31282 nha anh em. Biển phố luôn nha. Đó, biển Sài Gòn luôn. Đó là xe. Mấy cái này nếu mà trả góp mình có thể trả trước không đồng được không anh Thắng? Đúng, được. Dạ. Ừ. Có thể là anh em mình không cần phải trả trước với cái mẫu này nhá. Dạ. Rồi, ok anh. Này bạn đây là FZ. Đây FZ là thì FI rồi nha anh chị. Con này phun xăng điện tử rồi. Dạ. Con này thì nó lên cái cây bolon. Dạ. Rồi là bắt bô đúc gầm. Nên nếu mà ngó bảng số thì mình ngồi xuống biển số 64FH1. Dạ. 28613. Vô cho anh em mình một cái upper. Con này lên upper. Đấy. Yeah. Thì chất xe nói chung là còn cực kỳ ok, nhìn rất là sáng sủa, xe đẹp đấy. Nói từ đẹp để cho nó một cái cable rất leo nữa anh em. Trong này cái dáng ngồi của nó cũng rất là sướng nha anh chị, tại vì em cũng có trải nghiệm qua rồi á, dáng ngồi thoải mái lắm. Tư thế nó thoải mái. Dạ. Yeah. Yên nó cũng dài. Người ngồi sau cũng dễ chịu. Dạ, yeah. Mô tô nhưng mà người ngồi sau mà thoải mái là nói chung là rất là tuyệt vời nha anh chị ha. Ôi, con này thì bên cửa hàng bán cho anh chị em mình là 24.900.000 thôi. FI luôn nha. FI 24.900.000 thôi. À, chỉ bằng một chiếc ẹt hoặc Winner gì đó thôi. Dạ, mà nó là mô tô nhá. Ừ. Giá thì nó ok hơn tí xíu. Dạ. Rồi, mình vô trong ở trong đây có con SH này, 150. Dạ. Con này cũng mới về xong. Con này cũng hàng Việt Nam nhưng mà được up lên cái dàn áo form mẫu Ý anh em. Mà dàn áo được bọc keo nữa chứ. Mới tin à. Mới tin. Con này thì cuối 2015 150 biển số 64K1 22868. Ơi biển số đẹp quá anh Thắng ơi. Biển số đẹp. Mãi mãi phát lọc phát luôn á. Mãi mãi phát lọc phát luôn. Đây camera giúp anh quay biển số rất ok luôn, mãi mãi phát lọc phát. Ok luôn nè. Mãi là 125 hay 150 anh? 150. Dạ. Yeah. Con này bên cửa hàng bán cái giá là 58.900.000 nhá. Dạ. Yeah. 58.900.000. Mà tá được cái là ok luôn. Đây là mẫu những mẫu xe mới về thì chắc hôm nay mình sẽ giới thiệu dòng SH trước đi. Dạ. Yeah, ok. Và cái giá thì như thế nào thì anh em mình theo dõi nhá. Chắc giới thiệu từ đây đi. Từ đây luôn đúng không ạ? Từ đây luôn đi. Dạ rồi, đây con này. Cũng Việt Nam lên mẫu Ý cho anh em luôn nè. Con này Việt Nam mẫu Ý. 150 luôn ha anh. Con này á. Con này mới về xong rồi. Con này là 150 luôn. Con này giá của nó là 56.900.000. Ừ. 56.900.000. Mà bên cửa hàng đang xả cái lô này xả giảm 3 triệu trên một xe cái dòng SH này nhá. Thì anh em mình mà có quan tâm thì cứ liên hệ nhá. Yeah. Con này thì đã có sẵn hồ sơ rồi. Sẵn hồ sơ cho anh em mình về bấm biển sang tên. Đó. Giá 569 này là mình đã bao gồm giảm 3 triệu chưa? Giảm thêm 3 triệu nữa chỉ còn có 53.900.000 thôi. 150 luôn á anh chị. 150 giá rất tốt luôn nhá. Lên phô mẫu Ý luôn rồi. Máy zin không anh? Zin, xe máy zin mà. Còn gì nữa mà anh em mình chê nữa đâu đúng không? Giờ chở thác mà nó rẻ quá trời luôn rồi. Rẻ quá trời thời luôn. Điểm trước. Rồi, đây sang đây là một mẫu ADV xe mới nhá. Mới 100% chưa lăn bánh luôn. Yeah. Bên cửa hàng bán 80 video trước là 80 triệu đúng không? Yeah. Video này giảm cho anh em mình 3 triệu nữa. Rồi, 77. 77 triệu thôi. Ok chưa? Xe mới 100%. Tuyệt vời anh chị nha. 77 triệu. Dòng ADV này anh em mình có thể đi đường đèo dốc rồi tí xíu, nói chung là địa hình tí xíu là ok. Rồi sang đây là SH 300i. Cũng mới luôn, 350i, màu đen nhám phiên bản 2022. Yeah. Là xe mới chưa lăn bánh. Thì con này cái video trước là báo anh em bán là 130 trên cái video này giảm cho anh em mình 3 triệu nữa. Dạ. Yeah. Còn có 127 triệu nhá. 127 triệu thôi. Đó, 127 triệu. Và đây cũng là xe mới nguyên xe, giá xuất hóa đơn cho khách được anh Thắng ha. Đúng rồi, là bao xuất hóa đơn này đó. Ừ. Anh em về là bấm biển. Anh em mà không biết cách mà ra tên giấy tờ thì cũng liên hệ với Thắng. Cửa hàng hỗ trợ luôn. Yeah. Ok. Rồi, sang đến đây là những cái mẫu con này là 216. 216 biển số 94, màu xanh, con này thì còn nguyên bản. Ừ. Chưa có lên đồ lên áo gì cả. Đấy, còn rất là chi là thuần Việt.
giá còn ở 57.900.000, giảm cho anh em mình 3 triệu, chỉ còn có 54.900.000 thôi. Biển số 94, máy móc bao zin 97219 nha anh chị, đó là cái biển số của chiếc xe này nha. Im ru à. Rồi, tình trạng máy anh bảo hành thời gian bao lâu cho khách, để khách yên tâm anh ha? Riêng dòng SH thì bên cửa hàng bảo hành máy cho anh chị em mình là 1 năm, là 12 tháng nhá. Dạ. Yeah. 12 tháng. Thật đó. Ra thì xe cũ thì chả có mấy khi người ta bảo hành đâu, nhưng mà bên cửa hàng lựa những con xe nó đảm bảo cái chất lượng thì cửa hàng mới dám đưa ra cái cái bảo hành cho khách hàng, bảo hành máy thôi. Còn những ví dụ như là phần bốn nồi rồi dây cu loa thắng đĩa đèn thì hư đâu thì khách hàng tự xử lý đó. Cái đó là mấy chi tiết ăn mòn theo thời gian mà. Yeah. Hoặc là cửa hàng sẽ hỗ trợ. Yeah. Còn sang đây là con LED 2 tầng. Con này là màu xanh nhớt. Đầy đủ luôn này. Đầy đủ hết hai kiếng, hai khóa, hai giờ mót. Con này biển số 60 Đồng Nai, 60F2. Dạ. 90947 nha. 82.900.000, giảm 3 triệu chỉ còn có 79.900.000 trong cái phiên bản 150 ABS này. Bản đắt tiền nhất luôn á, về giá nó rất là hấp dẫn anh chị nha. Con này nó hơi bụi. Dạ. Còn đây con này. Rồi màu xám xi măng 2016 khóa smart key. Con này thì vẫn còn chưa lên áo, chưa lên đồ gì. Chỉ có cái màu thôi, là màu xám xi măng. Con này đã có sẵn hồ sơ rồi. 58.900.000, giảm cho anh em mình 3 triệu nữa là còn có 55.900.000. Yeah. 55.900.000. Nhỉnh hơn con Vision. Mấy cái SH á anh em, với lại dòng mô tô thì một vài clip trước anh Thắng có chia sẻ thì mình cũng nhớ là anh sẽ bao hồ sơ hết luôn anh Thắng ha. Giá báo là bao hồ sơ luôn. Những cái con mà đã có sẵn hồ sơ thì anh em mình về sẵn nhập ra tên, còn những con nào mà chưa rút, anh em mình có nhu cầu sang tên thì bên cửa hàng sẽ bao cái phí hồ sơ luôn. Bao rút hồ sơ, nhưng cái thời gian của nó có thể là nó lâu hơn một xíu. Rồi tiếp bên con này đúng đi anh. Màu xám lâu chuột, hiện tại là còn có 3 chiếc là 125 hết nhá. Con này giá là 56.900.000, giảm 3 triệu là còn có 53.900.000 này. 53.900.000. Máy móc đều zin hết, hồ sơ sẵn trong tủ hết rồi. 57.900.000 này. Con này là 2015, giảm 3 triệu còn 54.900.000 này. Cuối 2015 59.900.000, giảm 3 triệu là còn có 56.900.000. 56.900.000 nha anh em mình ha. Giá rất tốt luôn cả nhà mình. Lên nguyên một dàn áo cực kỳ là mới là đẹp luôn. Thì nhiều khi anh em cứ cũng có phân vân là liệu bị cơ công an bị bắt này không. Nói chung là nó là SH thì bây giờ áo nó cũ thì mình thay áo thôi. Cho nên là cũng hợp lý, bình thường, không có gì hết. Nói chung là vậy, cái đó là cái cách tư vấn của anh Thắng như vậy. Còn riêng em thấy nha, nếu như mà mình chịu chơi rồi thì mình mấy vấn đề này đâu có gì đâu mà phải ngán. Anh em nói thẳng là vậy luôn, không phải riêng xe. Tất cả cái gì mình đã chịu chơi rồi thì không có ngán mấy vấn đề nhỏ này đâu. Thoải mái, có gì đâu. Nhưng mà không ra ngoài kia không vấn đề gì. Kể cả là các đồng chí cũng vậy thôi. Bây giờ xe nói chung là qua sử dụng rồi, những cái qua 5 tháng nó vẻ hao mòn thì mình cũng thay áo thôi. Nó chỉ có là một thay đổi một chút nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là xe là số khung, số máy, tất cả mọi thứ là hoàn toàn hợp pháp, ok. Chỉ có dàn áo bên ngoài mình thay mới thôi. Thay mới thôi. Cũng yên tâm vấn đề đó. Còn con này đúng điên hả? Con này thì 125 đời 2018. Giá của nó là 65.900.000 mà giảm tiếp 3 triệu chỉ còn có 62.900.000 cho cái phiên bản này, LED 2 tầng 2018 này. Quá là rẻ luôn cả nhà mình. Máy móc êm zin, con nào con đấy là cứ thì thầm hết nhá. Anh em mình cứ yên tâm. Ok nha anh chị ha. Rồi, cái bên còn màu đen nhám luôn đi anh. Con này màu đen nhám, màu đen nhám. Lên phòng Ý luôn rồi. Lên phòng Ý luôn. 57 triệu, còn giảm giá còn có 54.900.000 thôi. 579 anh em, giờ còn 54.900.000. 54.900.000. Anh em mà thấy giá thắt mà nó rẻ quá trời như thế này thì có thể mình đang sử dụng một cái chiếc xe tay ga nào đó, như là Vision hay là AB, hay là một chiếc xe công tay mà mình muốn nâng cấp lên tí xíu, mình nó sang chảnh ok hơn thì liên hệ với anh Thắng, mình trao đổi luôn anh Thắng ha. Đúng rồi. Bên cửa hàng có trao đổi hết mà, đổi cho anh em mình hết. Rồi sang đây là 57.900.000, con này cũng là đen nhám. Con này thì nó lên cái mặt trước này, mặt nạ thôi, chỉ còn cái đầu đèn vẫn còn nguyên. Giá là 57.900.000, bao hồ sơ, giảm 3 triệu thì còn có 54.900.000 thôi. Và nói chung là đi SH thì nó thật ra này, góc nhìn này nó khác, nó đẳng cấp.
Mình đá cái tó xe thắt nó cũng khác với đá một chiếc xe tó xe khác anh chị. Cảm giác nó khác lắm. Bởi vì lúc trước để mà mua SH là cả một vấn đề. Ngay như cái thời như bọn anh cũng vậy thôi. Lúc thanh niên như bây giờ mua dễ quá rồi. Cần thiết thì cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước tới thôi. Hỗ trợ được qua đời qua thôi. Ví dụ như là con này này. Con này là 2018 LED 2 tầng. 150 luôn, biển số 63. Con này 72.900.000, giảm cho anh em mình là còn có 69.900.000. Nếu mà thiếu tài chính thì anh em chuẩn bị cho em chừng 20 đến 21 triệu là nhận xe rồi. Đó. 20 21 triệu nhận xe ngay. Con này em thấy là nó lên là được cái dàn áo phơm ý nè, rồi cái đầu gác chân ở phía sau nè, cái lốc nồi nè. Lốc nồi. Rồi cái đuôi dè, đuôi đèn ở sau luôn anh em nha. Dạ anh em mà muốn chơi full ý cái nữa mình chơi cặp mâm với cái bồ nữa là đẹp luôn. Cặp mâm cái bồ. Dạ. Rồi tiếp theo con này đồng liên ha. Rồi, đen bóng. Đấy, qua đen nhám thì là có đen bóng. Dạ. Ai thích nhám thì nhám, mà thích bóng có đủ nha. 2018 125 65.900.000. Bao hồ sơ luôn là còn giảm giá đi còn có 62.900.000 thôi cả nhà. 62.9 thôi. 62.9 thôi. Giá rất chi ok. Còn dán keo. Rồi sang đến con bên đây. Cũng là 125. Phiên bản 2015 57.900.000, giảm đi là còn có 54.900.000 thôi nhá. Nó mang biển số Tiền Giang nha anh chị. 63B6 57146 nha. Máy móc thì êm zin hết nhá. Và có bảo hành cho anh em mình ạ. Nên anh em mình cứ yên tâm. Rồi, cái bên con này có lên khóa thông minh mắt cây luôn. Con này là đời nó có khóa rồi. Dạ. 59.900.000. Con này là 2016. Giảm 3 triệu còn 56.900.000 nhá. Như anh Thắng mà anh chia sẻ là cái khóa theo xe vậy chắc chắn nó là phải đời 26 rồi. Đúng rồi, 26. Đúng đời luôn anh em. Đúng rồi. Con này màu đỏ nổi quá trời nổi luôn nè. LED 2 tầng 2019. Con này là biển số 65. 31130 nha anh em. Này là phiên bản 125. Trời ơi. Cũng ngáo luôn nè. Lên mấy cái chi tiết này. 68.900.000 mà giảm cho anh em mình 3 triệu là còn có 65.900.000 nhá. Con này máy em khẳng định rất êm nha chị. Êm ru luôn, êm luôn. Cái nó đã luôn. Mẫu này êm lắm. Dạ. Rồi, sang đến đây là 2015 tiếp. Con này là 58.900.000, 150. Đó, con này là giảm cho anh em mình 3 triệu và 55.900.000 nhá. Dạ. 55.900.000. Ok. Rồi, ok nha anh chị. Rồi, ha. Lên hàng trên này nữa, màu đỏ tiếp đây. Mấy con mà em thấy nó không có biển số rồi chắc là anh Thắng đang rút rồi. Đang rút hồ sơ. Dạ, có con rút. Đang rút thì có con thì nhiều khi là rửa xong rồi tiện để tháo bỏ em kia. Dạ. Nhưng mà mẫu này thì bao hồ sơ hết rồi. Anh giá của nó là 83.900.000 là 150 ABS. Đó, con này thì mua đúng một đời chủ luôn. Ơ đo có mấy ngàn cây số rồi. Dạ. 83.900.000 mà giảm 3 triệu còn có 80.900.000 cho cái mẫu này nha anh em mình. Mẫu này cũng được nhiều anh chị anh em đánh giá rất là cao và cao. Cái mẫu thiết kế á mọi người cũng chuộng nhiều lắm nên là anh em mình thích thì đừng có chần chờ ngại gì nữa ha. Mình liên hệ với anh Thắng để anh tư vấn cho anh em rõ hơn. Rồi, màu xám đồng chuột. Màu xám lông chuột đây. 86.900.000, biển số 62. Con này cũng là 150 ABS luôn. 30971 bên này biển số á. Con này cũng được giảm 3 triệu là còn có 83.900.000 thôi. Dạ, 83.900.000. Màu xám bạc nha anh chị ha. Màu này xám ngoài đường nhìn thấy chạy ít lắm, chỉ có cái năm nó sản xuất thì mình thấy chạy nhiều rồi, chứ giờ là chủ yếu màu trắng này kia nhiều, nhưng mà riêng màu này đẹp lắm nha. Rồi, cái màu đấy màu rất là hot luôn á. Dạ. Phiên bản đặc biệt này. Rồi, sang đến đây là 59.900.000. Đó, con này thì giảm được 3 triệu nữa là còn có 56.900.000 đấy nhá cả nhà mình nhá. Full ý màu trắng. 56. Dàn chân màu đen sport. Ok nha, nhìn nó thể thao cực kỳ. Nó đẹp. Còn bên đây cũng vậy luôn, hai con bằng giá nhau nhá. Nhưng mà cái con bên đây thì được khóa mắc cây luôn. Khóa mắc cây. Con kia thì vẫn còn khóa chìa. Dạ. Bao hồ sơ hết nha anh chị, yên tâm nha. Có hồ sơ hết rồi. Dạ. Một con biển Giang Bình Dương được dán keo trùm nhưng mà nhìn rất đẹp anh chị, màu trắng mà họ làm nó bóng nó màu tím tím như nào á, nó đẹp lắm. Cái này nó có cái nhũ nhũ phản quang á, nhìn đẹp lắm. Nhìn rất là đã luôn nè, mình tưởng là màu riêng không đó. 86.900.000 giảm 3 triệu còn 83.900.000 nhé. Dạ, còn 83.900.000, biển số là 61D1985. Cái này là
cái này đời 2019 hết này. Ở đây thì nó có 3-4 con, ba con này thì nó cùng đời mà giá nó cùng nhau. Con bên đây cũng biển số 61 luôn. Chỉ An Bình Dương luôn nha anh chị nha. 86.900 2019, 150 ABS nhá. Đây là màu trắng. Nếu anh em mình mà quan tâm đến cái dòng này thì cũng còn rất là nhiều để cho anh em mình lựa chọn nhá. Rồi, con bên đây là cũng vậy luôn. Con này đang rút hồ sơ. Đang rút hồ sơ cũng 2019 luôn, 150 ABS luôn. 10.000 cây. Xe mà mấy con này mà chạy 10.000 cây thì nói chung là không thâm tiết nhầm nhò gì nó cả. Không có nhầm nhò. Mình đặt một cái trường hợp, ví dụ như những anh em mà giới trẻ lên Thắng mà họ thích mấy cái dòng đời form như thế này mà họ muốn sơn một cái màu khác, anh bên mình hỗ trợ được không? Được. Thì anh em nào mà chốt được xe thích lên màu phong thủy hay là theo trend thì cứ liên hệ bên cửa hàng hỗ trợ cái đó cho. Cái phí của nó thì nó không bao nhiêu đâu, rất là đơn giản thôi, nhanh gọn thôi. Con này thì 125 2018. Giá của nó là 69.900.000, giảm 3 triệu còn 66.900.000 nhá. Cái mẫu này bây giờ giá nó rẻ như thế này, hợp lý quá trời luôn. Bên đây là con 300i biển Sài Gòn. Sang tên chuyển vùng này kia ok hết, nhanh gọn hết nhá. 16 nha. 68.900.000, giảm 3 triệu còn 65.900.000 nhá. Đây là 300i nhá cả nhà mình. Con này là phiên bản, này là phiên bản nhập nhá. Máy 300 thì chạy mạnh lắm. Mạnh cực kỳ. Dòng này cái gì ở moment sắn của nó cao quá anh em, nên vứt ra cái là nó sẽ có liền cho anh em thôi. Nó mạnh 300 lận mà. 300. Rồi, ra đến ngoài này thì còn cái mẫu mẫu mới. Mấy cái con này mẫu mới mà được lên những cái màu phải nói là rất là hot, rất là đẹp luôn. Hot là đẹp. Từ con này luôn đi anh ha. Xám xi măng 2021. 98 triệu, giảm cho anh em mình 3 triệu là còn có 95.900.000 nhá. Dạ, 95.900.000. Dĩ An Bình Dương nha anh chị, 61D2 252 150. Nào, rất là đẹp anh em. Tiếp theo sang đây 150 nữa. 83.900.000. Giảm anh em mình 3 triệu là còn có 80.900.000 thôi. Con này biển số 71. Trẻ nha anh em nha. Tháo rồi. Đây, màu tím rất nổi luôn nè. Con này thì rất là nổi. Con này chắc là giảm sâu luôn cho anh em mình luôn đi. Giá của nó là 99 triệu. Đó, bây giờ anh em mình mà chốt được thì bên cửa hàng giảm với con này anh em mình là 4 triệu luôn. 4 triệu luôn. Còn có 95.900.000 thôi. Riêng con này nhá, riêng con này. Con này là đời 2022 là 150 ABS. Nói chung là theo thời giá mà. Cái lúc trước thì giá nó nhập vào nó khá là cao. Thế bây giờ thì cũng xả luôn anh em mình. 98/216 nha anh chị nha. Nó có lên một cái nắp ở bua ở đây, nó kiểu dạng như carbon nè. Rất là đẹp. Em nhớ là mình có một con màu vàng rất là nổi, là có khách chốt rồi hả anh? Bán hôm qua rồi. Thì đây con này cũng rất là nổi. Chưa cả trái nha. Cam đen. Cái này thì lên cái rè của 300i. Thế nhưng mà cái rè zin theo xe vẫn còn. Khi mà khách bán lại thì đã đem lại nguyên đồ zin luôn. Cả cái mặt nạ này luôn nhá. Thì con này mới về xong, chia sẻ cho anh em mình 72.900.000 thôi. Biển số 36/2021. 36/2022. Trắng, cam đen, nó là cam đen đấy, cực kỳ là đẹp. Lên được bộ tem thì cũng nhìn cũng khá ngầu. Nhiều chi tiết lên xe là được ốp lên kiểu giống như là phun carbon nữa anh em nha. Dán phun carbon nữa hết thôi. Rồi, cái bên con màu trắng còn đủ một cặp kiến cho anh em mình luôn nè. Con màu trắng biển số 68/2021, 150 ABS, phiên bản trắng sport, 96.900.000, giảm anh em mình 3 triệu nữa là còn có 93.900.000 nhé. Biển số là Kiên Giang nha anh chị các bạn, 68G1892 59 nha. Rồi con cuối cùng của SH này, con này là 93.900.000. 2021 luôn, cũng là 150. Con này giảm 3 triệu còn có 90.900.000 nhé. Còn đầy đủ luôn nè anh em ạ. Đầy đủ hết. Thì mod còn đủ nè. Hai cái thẻ từ để mình mở cốp nè, rồi hai cái mã email của hai đường mod cũng còn đầy đủ hết nha anh em. Đó, đấy là vừa sơ qua những dòng SH cao. Còn những cái xe tay ga phổ thông thì vẫn còn, nhưng mà chắc mình giới thiệu luôn mô tô xong rồi vào lát nữa giới thiệu với đi. Dạ rồi. Vậy là chắc là anh em mình sẽ tới con này luôn hay sao anh? Bắt đầu ra đây luôn đi, giới thiệu luôn rồi. Đồ
đây là một mẫu G15 V3 mô tô tầm trung. Rất là được quan tâm bởi vì những anh những chàng thanh niên. Yeah, bởi vì sao? Kiểu hố to đẹp quá. To đẹp và cái giá của nó rất là tốt luôn. Yeah. Và đặc biệt luôn nữa là kỳ này bên cửa hàng cũng đang giảm giá luôn cho anh em mình. G15 V3 và tất cả những dòng mô tô giảm anh em mình 3 triệu luôn. Xả luôn nhé. Anh em mình xem video quan tâm đến dòng nào thì cứ alo nhé, hoặc chụp màn hình lại để muốn xem chi tiết nó thì bên cửa hàng sẽ gửi hình chi tiết cụ thể hơn cho anh em mình luôn nhé. Con đầu tiên đây là biển số 68 Kiên Giang. Con này cũng lên một cái bô lon, bô nổ, lên chống đổ rồi. Đây kia, giá của nó là 40 triệu 900. Trời, 40 triệu 900 mà giảm cho anh em mình 3 triệu thì chỉ còn có 37 triệu 900 thì tôi nói thật ra này, lấy đâu ra? Giờ làm giờ rẻ thật sự đúng không anh chị? Nếu như mà anh em mà theo dõi nhiều lít xe báo giá thì mọi người cũng biết rồi, giờ giá nó xuống quá trời xuống rồi. Hay cả dòng SH hay là mô tô như thế này bên anh Thắng anh giảm là 3 triệu trên xe là thấy cũng rất là nhiều rồi đó. 3 triệu này mà đem về mình rửa xe là phải nói là xe xét luôn anh. Nói chung là xe qua sử dụng rồi nó cũng có cái gì đó nó hao mòn theo năm tháng, nhưng với cái dàn xe này thì nói chung là nó còn rất là keng nhá. Rất là keng luôn. Chỉ còn có 37 triệu 900 là anh em mình đã có một chiếc mô tô như thế này rồi. Mua xe chưa bao giờ dễ như bây giờ. Cầm theo 10 triệu là nhận xe. Đó. Thế nên thì rồi, con này rồi. Thì biển số 60 đó. 60. 60 đồng này. 7 anh em. Con này cũng có vô cái bô anh mới nổ nãy đó, nhìn rất là lực luôn. Con này là 41 triệu 900, giảm giá thì còn có 38 triệu 9 thôi. Và 89 nha anh em. Lên mấy cái chắn bùn, chắn biếc này nó hơi bụi rồi. Mấy cái này là máy móc mình là cũng zin hết đúng không anh? Đúng rồi, xe thì bên cửa hàng máy zin. Còn con nào mà máy đã qua chỉnh sửa thì bên cửa hàng sẽ báo luôn cho anh em mình. Nói chung là tiền nào của đó thôi. Nếu anh em mình cảm thấy phù hợp đó thì xúc. Còn không thôi. Không phù hợp thì cũng có thể liên hệ với anh Thắng, mình trao đổi một chút xíu coi biết đâu anh em mình đưa ra một cái giá nào đó phù hợp thì sao. Đúng. Không, đôi khi mình nghe nó không phù hợp nhưng mình trao đổi trò chuyện thì với ông chủ luôn nó lại phù hợp. Rồi con này mới về xong, bán cho anh em mình 38 triệu nhá. 38 triệu. 38 triệu luôn, báo giá thẳng luôn, cùng mấy cái đời này luôn nhá. Đó. Mấy con bên đây là 38 triệu 9, con này chỉ có 38 triệu thôi, biển số 47. Đọc đọc cho anh cái biển số cho 47F1 63566 nha anh chị ha. 47 Đắk Lắk đó. Con này bô bọc còn zin hết nhá. Lên chống đổ với mấy cái gác chân. Với lại ly bị sơ rút gầm, có cái đầu chắn bùn cho anh em, với cái đầu gác chân số kiểu giống như số 7 anh em, này nãy vậy đó. Chống đổ trước sau luôn. Anh em mét 6 là chơi được rồi. Rồi, còn bên đây ha, có lên một cái cặp mâm màu xanh rất đẹp. Biển số Lâm Đồng 49C1 14643. 14643. Con này thì bán cho anh em mình là cái giá là 37 triệu 900 nhá. 37 triệu 900. 379 nha anh chị các bạn mình ha. 9. Rồi, anh em mình lại tiếp tục giá đây. Giá của nó cũng là 40 triệu 9, giảm 3 triệu. Rồi, sang đến đây. Màu đen nhám. Màu đen nhám, con này 2019. Máy móc cũng zin hết. Bỏ lớp là ở phía sau là em thấy còn dày lắm nha. Mấy cái xe mô tô này mà anh em mà lựa chọn những cái bỏ mà dày về chạy là đỡ lắm á. Chạy ví dụ mô tô cũng lớn anh chị, mua về tốn tiền nhiều lắm. Con này là có ngon lành luôn. Biển Long An 62B1 77331. Giá của nó là 39 triệu 900. Giảm anh em mình 3 triệu chỉ còn có 36 triệu 9 thôi. Con này nó có lên cho anh em một cái cây phuộc chỉnh dầu nha. Mình thuộc bình dầu á nè. Bình dầu. Rồi. Tiếp theo còn cái bên luôn anh. Còn bên đây 40 triệu 900 biển số 68. Giảm anh em mình 3 triệu còn có 37 triệu 9 thôi. Một cái màu xanh rất đẹp rất lõi anh em mình ha. Cái bên là con màu đen bóng luôn đi anh. Biển số An Giang 67 87898. Con này là 41 triệu 9 giảm cho anh em mình 3 triệu còn 38 triệu 9 nhá. Máy móc thì bao zin. Cắt bỏ cái đoạn là test. Rồi ok nha anh em. Rồi giờ đây mấy con bự bự này mình làm luôn cái cho anh em. Rồi ok. Và đây thì giới thiệu mô tô thì giới thiệu luôn một thể luôn. Đây anh em mình G3. Con này thì
lên được một cái đồ chơi cũng gọi là tương đối. Cái này là em thấy là dán tem nè, chống đổ nè, xi nhan trước nè, rồi cái chống đổ gù nè, rồi để chân phía sau, chống đổ sau làm kiểm nè, tay côn tay thắng, kính kiểu, với lại có hạ phù một tí xíu nha. Với lại đặc biệt rõ ràng nhất là có một cái lon bô nha anh em. Đó, còn số quận bình 73. A1001 86. Dạ. Biển số cũng rất là đẹp luôn. Đó. Con này giá thì 68.900.000, cũng giảm anh em mình 3 triệu, chỉ còn có 65.900.000. Dạ. R3 2016. Trời ơi nó rẻ. Cái này là phải nói là nó là ông vua tốc độ trong phân khúc 300 nha anh em nha. Mà đắt 2016 mà đăng ký 2017 đó. Dạ, 321 phân khối. Rồi. Này mua có được tặng mấy bên ăn nè anh Thắng? Không. Không mấy, nhưng mà dù dụ biết đâu được. Mấy anh em mình mà có ấy thì có thể là cũng hỗ trợ. Có cái giá tốc hả? Ừ. Hỗ trợ cái bên ăn cho. Rồi Z300 đây. Z300 thì nói chung là cái dòng Z thì nó vẫn có một cái uy lực của nó đúng không? Dạ. Con này biển số 86-00446, giá là 72.900.000 mà giảm cho anh em mình 3 triệu là còn có 69.900.000. Dạ, là anh em mình đã sở hữu Z3 rồi. Nó xe cực kỳ là ok luôn nhá. Dạ. Xe rất là đẹp. Ok nha anh chị. Máy này máy móc cũng zin hết anh Thắng ha. Máy zin hết. Dạ. Máy zin hết, không có đâm đụng. Bao cho anh em mình là cổ chẳng ba đầy đủ hết. Dạ. Không có bị đâm đụng gì nhá. Cái bên mình tới chiếc Tewin của của GBX rồi nè anh em. Đúng rồi. Tewin. Con này biển Kiên Giang. 63A101705. Con này chia sẻ bán cho anh em mình 59.900.000. Mới về xong. Con này mới về nhá. Cái này em nghe một cái tiếng bô giống như thế này mà mọi người mà mình lên một cái bô thông ra tí xíu chắc em nghĩ chắc tiếng bô cũng hay anh Thắng ha. À đúng rồi. Dạ. Nó nghe nó có lực hơn một xíu. Dạ. Còn cái này thì không, cái này là ra là rút tiêu ra thôi. Dạ. Anh em rút tiêu ra là ok. À rồi. Nghe nó cũng lực hơn. Dạ. Tewin 250 cả nhà mình nhá. 250. Con xe nói chung là siêu đẹp luôn đó. Màu đỏ nữa, nhìn rất là rực rỡ. Đỏ đỏ tươi luôn anh em. Đỏ cờ luôn, rất là đẹp luôn ha. Rồi. Giá bao nhiêu anh? 59.900.000 rồi. Dạ, 59.900. 59.900. Anh em mình thấy phù hợp thì ủng hộ em nhé. Dạ. Mới về xong. Rồi sang đến đây là con XSR biển số 60. Con này là 68.900.000. 68 lúc trước là nó là 72.000.000 mà giảm rồi. 68.900.000 nếu anh em mình mà có quan tâm đến thì em cũng fit thêm cà phê cho nhé. Biển số Đồng Nai nha anh em, 60B685701 nha. Im ru à, mới tin mà. Dán keo cả xe luôn á anh em, bình xăng này kia là họ dán hết luôn á nha. Màu mới xanh nhám nhìn màu xanh xanh nhớt nhìn rất là đẹp. Nhìn cứng cáp xe. Dạ. Da im đẹp. CBR 150 đời 2020. Con này giá của nó là 43.900.000. Giảm anh em mình 3 triệu chỉ còn có 40.900.000 thôi. Dạ. Biển số Cà Mau nha anh chị, 69M118036 nha. Quá rẻ. 40.900.000 là anh em mình đã có một chiếc CBR hoành tráng này. Trước đây anh em năm trước anh em nhớ lại thì CBR nó hàng thuộc dạng 5X đó anh em. 5X 6X có hết đó nha, bây giờ giá nó rất là tốt luôn rồi. Rồi trên đây là còn 3 chiếc KBR màu trắng, trắng vàng và màu đỏ. Này là xe mới 100% cả nhà mình nhá. Cái video trước là em quay là có mấy chiếc mà bán thì bây giờ chỉ còn có 3 chiếc thôi. Yeah. Anh em mình quan tâm thì alo nhá. Giá là 28.900.000. Mới 100%. Còn anh em mình bấm biển sang tên gì đó thì thêm phí nhá. Mình cửa hàng có thể là hỗ trợ cho anh em mình. Yeah. Con này là 150. Cái này phiên bản 150 chứ không phải phiên bản 125 cả nhà mình nhá. 150 luôn anh Thắng ha. 150 luôn á. Không phải là 125. Ừ, không phải 125. Dạ. Đó. Rồi, ok. Giá là 28. 28.900.000 là anh em mình đã có một mẫu PKR nhìn rất chi là hoành tráng luôn. Dạ. Xe đẹp. Mấy cái đời này thì chạy rất ngon. Ở bên trong kia cũng có một con xe loại này mà nó qua sử dụng rồi.
Đó, nhưng mà xe nó chạy cũng lâu năm rồi đấy. Từ 2017, 2018 rồi mà xe còn ok lắm. Cái mẫu này mà mới rồi anh em mình chạy là tuyệt vời. Mình đó còn mình ship đi hay sao anh Thắng ha? Con này á, con này bán về Phú Quốc. Đã đặt cọc rồi. Đang chờ xe bốc đi. Xe mới luôn á phải không anh? Xe mới thì con màu này màu đen nhám này. Thì khi mà ship đi cho khách thì quấn lại cho khỏi chày. Dạ đúng rồi. Rồi anh em ở xa ưng thì có thể là liên hệ anh Thắng, anh cũng ship một con tương tự giống vậy nha. Rồi. Cái kia là ship về cho em trai ngoài Phú Quốc. Dạ. Rồi vào đây thì giới thiệu với cả nhà mình mấy cái mẫu GSX. Dạ. Đây anh em, nhiều em lắm. Em ơi. Xong chưa? Rồi cái con đầu tiên này cặp kiến nè. GSX thì nói chung là cũng giá cũng siêu tốt đấy. Dạ. Để em đạp phía sau, em đạp cái biển số cho anh chị mình nha. Lên chấm đổ, bự chà bá luôn. Đó, gần ru. Mét 5 mấy cũng chơi được luôn chứ không phải là mét 6 nữa. Kiểu giá ngồi cũng rất là thoải mái, dễ chịu. Với người ngồi trước, người ngồi sau khả năng hơi vất. Người sau là chạy là nghe hơi bị chinh vên tí xíu nha. Cao lắm anh chị, biển Đồng Tháp nha, 47453 đó anh chị các bạn. Nếu mà chở group thì là ok à? Được nha. Chở vợ thì hơi bị khó chịu, với group hết bài luôn á. Giá nhiêu anh Thắng? Giá của nó là 31.900.000. Rồi, dòng này hôm nay cũng xả luôn cho anh em mình 3 triệu luôn. Là chỉ còn có 28.900.000 anh em mình mang xe về. Ủa em tưởng là giá 31 là giá chốt rồi đó, em còn khen rẻ đó nha. Xả tiếp. Dạ. Bán khi nào không còn chức năng. Chỉ tại vì anh em nào mà mới nghe mình hỏi tìm hiểu dòng này, mình nghe cái giá đôi khi mình thấy bình thường, chứ những anh em nào người ta biết về cái dòng này rồi mà biết những cái giá mới rồi này kia, giờ nghe giá là biết rẻ liền luôn anh em. Xếp anh hàng này vào. Rồi. Chỉ còn này có 28.900.000 là anh em mình đã có một chiếc GSX 150. Cái dòng này thì chạy cực kỳ êm ái, ngọt ngào và tiết kiệm nhiên liệu nữa. Rồi tiếp tục anh em mình tới chiếc kế bên luôn. Rồi. Biển số Sài Gòn 32.900.000, giảm 3 triệu chỉ còn 29.900.000 2020. Biển 59B276051 nha anh chị các bạn mình ha. Con này nguyên giá full print đó nè. Rồi. Còn con này anh? Con này giá 30.900.000, giảm 3 triệu còn 27.900.000. Dạ. Biển số 68 40934 nha. Rồi, ok. Máy móc êm zin, ốc tán ở đây như anh thấy là còn 7 màu luôn. Xe còn rất là đẹp luôn cả nhà mình. Trời ơi, 27.900.000. Không phải nói, không phải so sánh, nhưng mà bằng đúng chiếc Sirius. Có anh em mà mua Sirius ta giấy tờ là tầm đó đó, đôi khi nếu mà thành phố đôi khi có thể là hơn luôn á nha. Mà làm gì Sirius mà mạnh được con này, mà làm gì Sirius mà chạy được ngầu như con này được. Đúng không? Ok nha anh chị ha. Rồi kế bên con này được sơn 3D. Con này thì mẫu 2021 35.900.000, giảm anh em mình 3 triệu là còn có 32.900.000. Biển số là 85D163030, số cặp luôn nha anh chị các bạn mình ha, số cặp luôn. Rồi. Cái bên là con màu và đỏ đen, còn đó em thấy là cái chất xe còn rất đẹp luôn đó nha. Đỏ đen, nhìn cứng khừ rất là đẹp. Con này 2020 31.900.000, giảm 3 triệu còn 28.900.000 thôi. Biển 86B369074 đó anh chị các bạn mình. Con này lên được cặp chợ sáng. Anh em mình không thích tháo bỏ, không sao. Cái này là... Rồi, cái bên qua một chiếc màu đỏ đen, đỏ nó nhiều hơn đen nha. Alo. Con Cà Mau 69E1 56432 đó anh chị các bạn. Bô cái móc nhẹ nha. Bô rin móc xíu cho anh thoáng. Chứng bô anh chị cần trả góp cầm theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Rồi ok anh em. Dạ. Cái máy này chung Raider Satria mà nó mạnh cực kỳ. Với lại độ bền của nó thì anh em biết trên kênh em đánh giá rất là cao về cái máy của con này, bền lắm. Em đang quay giỏi video xíu nữa thì em gọi lại cho chị. Con này 2019 28.900.000. Giảm luôn anh em mình 3 triệu, 25.900.000 thôi. Trời ơi, gỡ tiết luôn mô tô luôn á. Con mọi người thấy không, nó ngầu cỡ này 25.900.000 thôi. Rẻ hơn Satria nhiều. Ôi cái này nếu mà tính ra là nó rẻ hơn Sirius mới luôn anh em. Rẻ hơn luôn á nha. Rẻ hơn. Dạ. Trời ơi. Giá thì quá tuyệt vời luôn rồi. Đây là cơ hội dành cho những anh em mê những dòng mô tô tầm trung như này. Những em thanh niên, nói chung là mới trải nghiệm tập chơi mô tô thì cơ hội đó. Anh Thắng nói mẹ muốn mua luôn anh Tình Ngọc, nó rẻ quá mà.
Rồi, tiếp theo con này luôn đi anh. Rồi, con này 2020 biển số 68, 32.900.000. Cũng được giảm 3 triệu còn 29.900.000 thôi. 36062 nha chị, Kiên Giang 68. Đây, nói về cái con này. Rồi bảo là anh em bảo nhiều khi bảo tại sao nó rẻ, yeah, hay là xe bị thế nào, xe có làm gì chưa. Thì nói kỹ hơn về con xe này nhá. Yeah. Thứ nhất là ơ đo của nó có 10.000, bao đồng hồ luôn anh em mình luôn. Hai nữa là đầu cổ chẳng ba, zin đét, không bao giờ bị đâm đụng gì cả. Máy móc thì bao zin luôn. Đó. Mà chỉ có 25.900.000 nữa thôi. 25.9 thôi anh em ha. Không mua nữa thì không biết là mấy cái này chưa có mở đâu anh em. Đầu cổ là cũng nguyên luôn nè. Không? Ờ, đầu cổ chẳng ba. Còn nguyên hết à. Đẹp lắm. Nghiêm chỉnh. Dạ. Chưa có đụng đậy gì hết. Ơ đo có 10.000 cây mà. Dạ. Đó. Ok quá trời đấy anh. Rồi cái con này anh chưa báo giá nè, anh báo lại em cái. Con này á? Dạ. Giảm giá đi còn 29.900.000 nè. 68 nha, 36062 em mới giờ là bị số lúc nãy đó anh em. Cái bên con này luôn đi anh. Con này là phiên bản ABS. Dạ. 2021 36.900.000 mà giảm cho anh em mình 3 triệu chỉ còn có 33.900.000. 95031 ABS nhé. ABS mà bây giờ nó còn cái từng đó thôi. Hết bình yếu đó. 10.000. Rồi, ok nha anh chị. Rồi sang đến đây là con này CB. CB 190 biển Sài Gòn. Giá là 33.900.000. Giảm cho anh em mình 3 triệu luôn, chỉ còn có 30.900.000. 30.900.000 thôi nhá cả nhà mình. Đấy, giảm 3 triệu luôn xả nhá. Con này có một cái lúc những cái lúc mà mình quay video nó 54 triệu là mình nhớ nè, từ đó là kiếm cái giá mà rẻ hơn 45 triệu cũng không có đâu. Bây giờ còn giá này là quá rẻ rồi. Quá rẻ, máy móc zin hết. Tầm 90 phần khối luôn mà. Giá thật sự là tốt. Cái bên là con camera đó qua sử dụng này anh nhắn là đúng không? Đúng rồi, đúng đây, đây hôm nay anh nói con này nè. Dạ. Đó. Cái video trước có nói anh em là báo giá là 19.900.000. Hôm nay bán cho anh em mình bán bao nhiêu? Bán 17 triệu đi. Trời ơi, 17 triệu thôi. Bán 17 triệu. Nếu mà nói thật ra nếu mà bớt 3 triệu giống như những xe kia, bởi vì con này là lúc trước là 20 mấy triệu rồi. Dạ. Nhưng mà bên cửa hàng giảm tới 19.900.000, hôm nay anh em mình phải mua bớt tiếp, giảm tiếp. 17 triệu này nên mua. Cũng là cách nước 6 số, mình đi đường đường nó thoải mái nên nó đỡ nóng máy. Quá là rẻ. Dạ. Yeah. 17.9 đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, yeah, 17.9. Để em xem cái biển số nó là 48 nha, 84 nha anh. 84 20630 nha. Rồi. Cái con CBR 150 mà cái mẫu đời đó nó đẹp cực kỳ anh em, bình xăng bằng sắt luôn á. Một ừ. Con này mẫu này thì nó nhìn nó lực kìa. Dạ. Nó nhìn nó đẹp. Mẫu cũ mà nhìn nó còn đẹp. Cái bình xăng bằng sắt là quá nha, mà nó bự luôn đó. 35.900.000. Giảm cho anh em mình 3 triệu nữa còn có 32.900.000. Dạ. Con này đã có hồ sơ rồi. Nhìn đây này nó ngầu thật sự anh em, nếu mà không muốn nói là nó có vẫn nó vẫn có một cái nét riêng, nó ngầu muốn hơn cái đời mới luôn á nha. Đúng rồi. Nhìn cái cặp đèn của nó nè, nhìn nó gấu nó dữ. Ừ, nhìn rất là đẹp. Dạ. Giờ mình giới thiệu với anh em xe gì nữa nhỉ? Mình thấy công tay luôn hay là mình qua mấy tay ga? Công tay đi. Dạ công tay luôn đi anh. Dòng Winner X đi. Dạ. Winner X. Bây giờ như này, Winner X mà cái dòng ABS á. 25, 26, 27 gì bây giờ thì giảm bán cho anh em mình đã là ABS 25 triệu hết. Dạ. Yeah. ABS là cứ 25 triệu hết luôn. Đúng rồi. Trời ơi. 25 triệu hết. Biển 93 nha anh chị, 93K1 23030 luôn, số cặp luôn. Vỏ phía sau là còn rất là ok nha. Khi mà đã nói đến từ xả rồi thì thôi, không có tính toán làm gì hết. Dạ. Yeah. Không mà tính ra là giá hôm nay là cũng mọi người mà theo dõi kênh này chắc biết rồi, quá tốt rồi. ABS cứ giờ anh đổ đồng 25 hết rồi. 25 triệu. Con này biển số 36, màu đỏ xám. Vậy cho nó dễ. Những cái mẫu như thế này, mẫu xe phổ thông này thì bên cửa hàng chưa có bao hồ sơ. Dạ. Anh em mình mà có nhu cầu sang tên, bên cửa hàng sẽ hỗ trợ. Cái đó là phí tính sau nhé. Dạ. Rồi đó là anh em có nhu cầu, nếu không anh em cứ giữ biển số như thế này chạy. Sau này nếu mà anh em muốn trao đổi này kia nó sẽ đỡ lỗ hơn. Còn mà chạy côn tay có thể là nay mai là thích lên mô tô. Dạ. Đúng không? Trao đổi thì lại anh Thắng, anh cũng nhận lại bình thường anh Thắng ha. Đúng rồi. Dạ, yên tâm. Tem sơn 3D. Con này hết bình. Cũng là ABS. Con này cũng 25 triệu luôn. Dạ. Cặp sơn bánh màu bạc này, biển An Giang 36064 này anh chị. Đồng chí nào ghi là 29.900.000 nên là cái giá từ ngày xưa. Dạ. Giờ 25 thôi. 25 thôi.
Ok quá trời luôn, giá xe giảm rẻ cực kỳ anh chị. Phiên bản HLC, phiên bản đường đua. Đó, cũng ABS. Có móc xíu ha. 25 triệu luôn. Dạ. Yeah, bản đường đua. Anh em mình cảm thấy phù hợp mẫu nào thì ủng hộ nhé. Biển Đồng Tháp nha anh chị, 66H140281 nha. Tiếp theo con màu xanh camo. 11.000 cây. Biển 95M1. ABS luôn. 25 triệu luôn. Cứ giờ ABS là đổ đầu 25 á anh em. 95B1 81157 anh chị nha. Đây, thắng thường đây. Rồi, CBS. CBS bán anh em mình 23 triệu luôn. Rẻ hơn 2 triệu nữa. Rẻ hơn 2 triệu nữa nhá. Máy móc gì? Trời cao mà về giá nó cũng rẻ hơn những cái dòng V1 luôn rồi đó. Bằng rồi đó. Dạ bằng luôn, 45314 anh chị. Biển số 67. Đấy, con này thì đẹp không? Trời, đẹp bóng nha. Màu đỏ nó nổi nha. Đỏ candy. Yeah. Con này đi bô e trụ. Yeah. CBS rồi 23 triệu tiếp. 23 luôn. Bán 23 luôn. Giá hợp lý kìa chưa? 67H173245. Đó thì trên quá trình quay video thì anh em mình chủ yếu là quay tổng quát như thế này, nhưng mà riêng bản thân mình vẫn khuyên anh em mình có một tí xíu thời gian mình đến với cửa hàng mình tham khảo rồi mình có thể mình dành tí xíu nhỏ thôi mình test với những con xe đơn con nào lấy cho nó thoải mái anh chị ha, quay lại hai bên trao đổi nó dễ hơn nữa. Anh em mình xem trên kênh Ngô Nguyễn và em xem trên kênh Ngô Nguyễn. Dạ. Yeah. Bởi vì là có những cái video là từ ngày xưa đến anh em cũng không nhớ đâu. Dạ. Bởi vì cái giá lúc trước nó khác, ở giá giờ khác. Con này màu đen nhám, cũng ABS luôn, đen vàng đồng đấy. Dạ. Biển số 75. 25 triệu tiếp. 41994 nha, 25 triệu luôn. Cái con này cái màu đen của nó còn đẹp lắm nha anh chị. Ok nha, rồi tiếp tục qua con kia luôn nha. HLC. Ủa, nó dán keo mà sao. ABS luôn. Rồi bán anh nhà mình 25 triệu luôn. Dạ, 25 triệu. Biển 36M1 38273. Cái lớp này nó dày cui luôn anh chị ơi. Mới tinh luôn. Tình. Nói chung là những cái mẫu xe này anh em mình về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Dạ. Yeah. Mang tiếng là xe cũ nhưng thật sự ra nó cũng không phải là nó xấu lắm đâu. Đời cao xe còn rất là đẹp luôn đó. 38273 nha anh chị ha. Giờ xăng nhớ đều vô. Con này thì đang rút hồ sơ chưa bán được. Dạ, yeah. Rồi mình cho qua đi. Hồ sơ nó hơi lâu để yeah. Có xong rồi bán sau. Đây V1 nè, này chắc 28 ha anh Thắng. 28 29. Yeah. Màu đen nhám. Biển Quảng Trị anh em, 74D1. 27352 đuôi 52 tiền luôn. Con này giá 22.900. Bán anh em mình 21, giảm anh em mình 1.900 nhá. 21 nha anh em. 21 triệu. Rồi, ok. Máy nó cũng đi đúng không anh? Máy zin hết. Mấy cái dòng phổ thông này thì anh bảo hành máy cho khách là thời gian bao nhiêu tháng? 6 tháng ha. 6 tháng. Có ở khác là anh bảo hành cho khách là 5 luôn. 1 năm 12 tháng. Khách. Còn xe phổ thông là 6 tháng. Dạ. Rồi bán anh em mình con này giá của nó là 23.900, bán anh em mình 22 triệu nhé. Biển số 73. 15603 anh chị, 73D1 Quảng Bình nha. Đó, rồi, bên đây còn đèn nhám tiếp theo luôn. Bán anh em mình 22 triệu luôn. Còn dạ. Này là 29 đèn nhám. Biển Cần Thơ nha anh chị các bạn, mình ha, 65H145836 nha. Muốn ra tên nút gốc thì liên hệ với anh Thắng luôn. Ở đây có một cặp SH150 ý này. Con màu trắng và con màu đen, con dạ. Màu trắng biển số 93. 949447. Yeah. Bán anh em mình là 45 triệu bao hồ sơ. Còn fit luôn. Cái này đời hay đã mấy chứ anh? Con này là 206. Dạ, 206. FI 150 hết nha anh chị. 150. Con bên là 207. Dạ. Yeah. Biển Sài Gòn. Còn 50 biển 4 số luôn á. 1080. 48.900. Dạ. Yeah. Anh em mình tới thì bên cửa hàng fit thêm nữa nhá. Đó là còn một cặp đó. Này mấy cái mẫu này các anh lớn lớn các chú thì cũng chủ rất là nhiều nè. Nên là các chú các anh mà quan tâm thì liên hệ cái số trên màn hình nha anh chị ha. Việc đổ xăng là chạy thôi à. Máy móc rất là ok. Có chỉnh cam cò nhưng mà lốc chưa có trẻ đâu nhé cả nhà. Dạ. Đường nước ok nhé. Rồi. Đây anh em mình rượu trong có chiếc Sonic màu trắng đỏ này, cái cặp mâm sơn màu xanh. Đã ha. Trắng đỏ ở đây còn hai chiếc biển số, con bên trong biển số 69. Yeah. Con bên ngoài biển số 67. Bán anh em mình là 34 triệu. Ừ, 34 triệu 9 là cái giá ấy. Bớt cho anh em mình đi là yeah. 33 triệu hết. Vậy đi. Đó nha. Bình hơi yếu. Máy móc zin êm hết nhé cả nhà mình nhé. Yeah. Rồi còn bên đây có xuống cho anh em cặp bánh năm hình như là 6 cây đó. Điền cái cần số kiểu đẹp lắm.
67F1 41244. Giảm giá còn mới 33 triệu thôi. 33 triệu nha anh chị. 33 triệu. Rồi. Rồi sang đến bên đây là Sachia. Đi bên là trụ luôn. Sachia 30.900. Yeah. Con này giảm cho anh em mình 1.9 triệu đi. Còn có 29 triệu nhá. Dạ, 29 triệu. Máy móc zin nhá. Ok nha anh chị. Còn sang con bên đây. Raider. Phun xăng điện tử biển số 61 27.900. Yeah. Giảm cho anh em mình 1.9 triệu thì còn 26 triệu nhá. 26 triệu nha mọi người. 26 triệu. Còn Sachi tiếp theo luôn anh. Con Sachia này, Sachia này là giá của nó là 33.900.000 này, biển số 65. Con này giảm cho em anh em mình bán cho anh em mình 30 triệu nhá. Dạ, yeah, 30 triệu anh chị. Xả luôn 30 triệu luôn cho nó bình nó cứ yếu. Rồi, đây 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 con cơ này. Con này biển Sài Gòn. Bình hơi yếu nha anh chị, mấy cái dòng này để lâu rồi nó bán anh em mình 18 triệu, máy yeah. móc thì zin nhá. Đó, biển Sài Gòn, 18 triệu. Dòng này chạy cũng thú vị lắm. Ôi nha, chạy. Bô rồi của nó chạy nha, tiếng rác đã lắm anh chị. Chạy quá đã luôn á. Dạ. Yeah. Trời, giờ anh em mình sẽ qua cái dòng nào đây anh Thắng? Mình chắc mình giới thiệu mấy cái dòng xe SH Mod với xe Tega yeah. phổ thông đi, xong rồi mình về mình giới thiệu. Ok yeah. anh, đây và các bạn chị mình tiếp tục ha. Đây. Thì đi vào trong đúng đây đúng thì hả? Có mấy mẫu xe Tega nhỏ nhỏ. Janus yeah. có một chiếc. Dạ. Yeah. 17.900. Anh em mình quan tâm thì bớt cho anh em mình thêm triệu nữa nhá. Còn 16.900 con này biển số 38. Yeah. Phiên bản limited khóa smart key nhá. Còn 16.900 thôi. Anh em lưu ý là khóa mắt cây mà chỉ có 16.900 nha, có khóa mắt cây đầy đủ nha. Còn con bên đây là Liberty 2017 phiên bản ABS. Phiên bản ABS đấy cả nhà mình nhá. Con này thì máy thì bao ngon luôn rồi. Cực kỳ là ngon luôn. Lét luôn. Ừ. Bán anh em mình là 24 triệu. Dạ, 24 triệu đồng. Cái bên rồi, con này luôn. Ở đây con Liberty này nữa. Nhiều anh em hỏi lắm là sao nó vẫn đây này. 11.900.000 mà giảm cho anh em mình 900 là còn có 11 triệu. Dạ. Phun xăng điện tử rồi 2012. Con này thì chủ đi là kỹ tính cực kỳ luôn, xe còn rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Cái dáng ngồi sang lắm nha anh chị. Liberty mà, dòng xe sang. Đó, đâu để thử đó, để test thử cho anh em. Anh Thắng anh nổ máy lên trên này mình nghe thử cái ha. Đấy là cái đặc trưng của dòng Piaggio. Dạ. Rồi, cái bên là Vespa luôn anh, của Piaggio luôn. Vespa thì ở đây là còn 2 chiếc. Còn bên đây là 14.900. Yeah. Giảm anh em mình. Alo. Đây, em quay chi tiết kìa, anh Thắng anh nghe máy cái nha. Đây mọi người. Đó, biển số phía sau. Dạ, địa chỉ của em là số 5 đường Lý Thường Kiệt. Thấy không? Dĩ An Bình Dương. Dạ. Trên video không? Đó. Dạ dạ ok. Dạ đúng rồi. Rồi, con này là Vespa, con này phun xăng điện tử rồi, biển số 74. Giảm giá xuống chỉ còn 14.900. Dạ. Chứ giảm cho anh em mình thêm 900 nữa, 14 triệu nhá. Yeah. Lúc trước nó là 15.900 đấy cả nhà mình nhá. Dạ. Yeah. Rồi con bên đây là biển số 60. 14.900 mà giảm cho anh em mình là 1.13.900. Anh em mình tới chốt được thì bên cửa hàng giảm thêm cho anh em mình là 900 nữa. Yeah. Còn có 13 triệu thôi. Rồi, ok. Đó. Tiếp tục anh em mình đến đây với những cái chiếc NVX của Yamaha nè anh chị. NVX thì có 150 và 125. Yeah. Con đầu tiên này là biển số 94 125 2018, giá là 23.900. 23.900. 23.900 khóa smart key nhá. Yeah. ABS. Còn tiếp theo đây nữa là biển số 64 thì con này nó rất là mới. Yeah. Ừ. Cực kỳ là mới luôn. Giá là 26.900, nó ơ đo có 5.000 thôi. Ơ đo 5.000. Rồi ok anh. Thì những mẫu này anh em mình tới thì bên cửa hàng còn giảm giá cho anh em mình 1.900.000 nhá. Yeah. Giảm 1.900.000 hết trong cái dòng Tega nhỏ này nhá. Cái yeah. dòng NVX này, đó yeah. mấy con NVX. Còn con đây thì 150, xe thì mới về xong màu trắng. À 155 chứ, ABS. Con này bán cho anh em mình 26.900.000 đi. 26.900.000 nha anh chị. Đây là con AB đèn LED màu đỏ đen. Con này đời nào anh Thắng ha? Con này biển số
95 đời 2017 giá 24.900. Giảm anh em mình 1.900.000 còn 23 triệu nhé. Dạ, còn 23. Tiếp theo con màu đỏ luôn. Tiếp theo màu đỏ. Con này là khóa Smart Key biển số 73. 28.900 giảm cho anh em mình 1.900.000 còn 27 triệu. Dạ, còn 27. Rồi, ở đây là con 150 ABS biển số 94 43.900. Giảm anh em mình 1.900.000 còn 42 triệu. Dạ, còn 42 nha anh chị các bạn. Cái bên là dòng Vario 150. Vario 150 thì còn khá nhiều, 125 thì bên cửa hàng hết hàng. Nhưng mà giá chỉ bằng 125 thôi. Anh em mình xem video nhé. Rồi, con đầu tiên biển số 84K1, con này là 41.900. Dòng này bên cửa hàng giảm anh em mình 2 triệu luôn nhá. Chỉ còn có 39.900 thôi. 39.900 thôi. Rồi, biển Trà Vinh đó anh em. Biển Trà Vinh. Đấy. Rồi sang đến đây là một con 150 màu tím iPhone xám tím 40.900, giảm 2 triệu còn có 38.900 thôi nhé cả nhà mình. Biển số 60 là 150. Màu rất đẹp nha anh chị các bạn nha, màu đẹp lắm, màu hot trend mà. Hot trend. Rồi, cái bên con này là màu xám xi măng. Xám xi măng. Con này là 2021. 44.900 rồi, giảm cho anh em mình 2 triệu nữa còn 42.900 thôi. Đó. Biển số 63 B8 B4 867 98, biển số cũng khá là đẹp này. Rồi tiếp theo sang đây nữa là màu trắng màu xám đen. 41.900. Giảm giá đi còn có 39.900 thôi nha cả nhà mình. 39.900 anh chị. Cái bên con này cũng là 150, có sơn một cái màu đỏ nha anh chị các bạn nha. Biển số 61 giá của nó là 42.900, giảm anh em mình 2 triệu còn 40.900. Máy móc đều là êm zin nhé, êm zin hết. Cho nên là số lượng xe nó khá nhiều cho nên là thôi, cũng cắt bỏ cái phần nổ máy. Khoản nổ máy. Con này biển số 79 màu trắng hồng. Dạ anh chị. Rất là đẹp. Đẹp nha. 40.900. Cái màu nó mà giảm nó đi 2 triệu còn có 38.900 thôi. Dạ. Cái màu nó bóng ngáo anh chị, đẹp lắm. Nhìn cuốn hút luôn. Rồi sang đến đây là SH Mod. SH Mod thì hiện tại bên cửa hàng còn khá nhiều. Chắc giảm tiếp để anh em mình cảm thấy phù hợp để ủng hộ nhá. Dạ, yeah, tiếp giảm anh em mình 3 triệu tiếp SH Mod. Dạ. Ok chưa? 41.900 giảm đi rồi còn có 38.900 biển số 76. Quảng Ngãi nha anh chị. Máy móc zin xe đẹp nhá. Anh em mình về sẵn đủ xăng để chạy thôi. Dạ. Biển số 63 19909. Dạ. 51.900 chỉ còn có 48.900. Con này là đời 2017 khóa Smart Key. Lên mặt nạ phát anh em nha. Đó là đẹp. Rồi sang đây tiếp theo nữa là biển số 62 2019. Con này 50.900 này. 50.900. Con này 2018 2019. Dạ. Yeah. Con này giảm cho anh em mình 3 triệu nữa là còn có 47.900 thôi. Dạ, yeah, 47.900. Tiếp tục là một con sơn màu xanh mà dạng xanh nhám anh em. Xanh nhám biển số 69 42.900, giảm đi còn có 39.900 nha cả nhà. Mọi người xem màu trong video nó như thế nào rồi, ngoài y vậy luôn, rất là đẹp như vậy đó. Rất là đẹp. Đã chưa? 69E1 52658. Dạ. Rồi sang đây là con biển số 61, con này là 2020 phiên bản ABS khóa Smart Key. Giá của nó là 55.900, giảm 3 triệu là còn có 52.900 thôi. Dạ, còn 52.900 anh chị nha. Rồi, cái bên con này luôn đi anh. Màu xám lông chuột 45.900, giảm 3 triệu. 2016 là còn có 42.900. 42.900 nha anh chị ha. Còn màu trắng nè. Con màu trắng biển số 62. Giá của nó là 42.900, giảm cho anh em mình 3 triệu nữa là còn có 39.900 mẫu này. 39.900. Rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp nhé. Rồi, tiếp tục mình qua tới một con đời mới nè anh chị các bạn. Con đời mới biển số con này thì gốc biển số 36 2021. Con này thì phiên bản cao cấp ấy, phiên bản đặc biệt 62.900, giảm anh em mình 3 triệu nữa là còn có 59.900. ABS luôn. ABS. Yeah. Rồi là LED. LED 2 tầng. Màu xám bạc thì rất là đẹp luôn anh chị, nhìn nó sang. Hết rất sang. Rồi, rồi sang đến bên ngoài này có BCX và còn một con lít BCX 2017 màu đỏ đô. Con này đã có sẵn hồ sơ rồi, được bọc inox này kia, đồ cũng rất là đẹp. Yeah. Bán anh em mình là 29.900.
29.900 thôi. Dáng này mà các anh các chú mà trung tuổi lớn tuổi mà thích á thì liên hệ với anh Thắng nha, tại vì cái dáng này em thấy là ngồi thoải mái lắm nè. Ngồi thoải mái. Các anh các chú mà đi đường dài này kia nó đỡ đau lưng nha. Ừ. Đây là dòng ly 125. Ly 125. Con này thì màu xám. Biển số 61. 2015 nhé. Bán cho anh em mình 16.900 thôi. Dạ. Alo. Wow, ly 125 mà có 16.900 rồi đó anh chị nha, giá hợp lý. Đây mình có cặp Exeter như con đầu tiên là mình có thấy lên bao tay. Còn một chiếc màu đỏ. Lên tay thắng nè, tay côn, bánh mâm sơn bạc nè, lên đĩa nè, ốc kiểu nè. Cái lông bộ ORBR nữa nè, bộ dàn áo được sơn mới là cho anh em nữa nè. Dàn áo thì mới sơn mà thiếu mất bộ tem. Dạ. Cái này là 2018. Bán anh em mình 22 triệu. Biển Bến Tre nha anh em, 60794 nha, 7173. Máy móc zin nhá. Đồng hồ báo ở đâu là 24.000. Còn qua bên đây là một con LED 2 tầng. Biển số 63. Con này thì bán cho anh em mình 26.900. Dạ. Có 26.900 thôi nha anh chị LED nha. LED 2 tầng nhá. Yeah. Cái này thì nó sai sai tí là cái bộ tem. Dạ. Yeah. Rồi. Ok. Biển số Tiền Giang nha chị, 63B8205 20555 luôn nha. Biển số rất là đẹp. Dạ. Ừ, đây đây. Camera quay đây. Rước lại màn cái. Đây. 63B8 20555. Dạ. Bảy nước mà cực kỳ là đẹp luôn. Rồi sang đây là phiên bản Monster. Dạ. LED 2 tầng luôn. Con này biển số Hà Nội. Bán cho anh em mình là 23 triệu thôi. 23 triệu đồng anh chị. 23 triệu. Rồi. Đâu? Test máy cho anh xem. Để anh nổ máy cái cho anh em mình nghe nha. Êm ru luôn. Êm ru. Rất là đã nha anh em. Đó, không có một tiếng động lạ nào hết cả. 23 triệu, biển thủ đô Hà Nội. 60845. Rồi. Rồi, quay từ đâu ra nhỉ? Tôi quay tiếp hàng này. Dạ đi. Rồi, ok, cứ quay tiếp đi. Đâu quay đâu đây. Biển số 37. Con này để giá bao nhiêu đây? 26.900 LED 2 tầng. 58021 nha anh em mình nha. Đó, cũng là 2019 2020. Dạ. Yeah. Rồi và rồi. Con bên trong này biển số 86 Bình Thuận 2017. Giá là 23.900, giảm cho anh em mình 1.900 rồi còn 22 triệu nhá. 36014 nha anh em. Xanh GP vào trong đây là còn hai chiếc 22.900. Biển số đâu em nhỉ? 67 An Giang là 126390 với anh chị. Còn cái bên con này biển số Long An luôn, 62B1 79863. Đây được quà Long An anh em. Giá của nó là giờ sao mới thay về quê à? 19.900. Có 19.900 thôi. Có 19.900 anh em mình là đem em nó về. Yeah. Đấy là 150 máy móc zin nhá. Yeah. Rồi và trong đây là có mấy cái dòng đỏ đen 2017 với 2018. Yeah. Con này biển số 69 2017. Giá là 22.900. Wow, có là một cái cây đèn kiểu dạng giống như LED Audi ấy, anh em, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn ha. Rất là đẹp luôn. Yeah. Con màu đỏ đen tiếp theo 22.900 luôn. Con này biển số ở đâu đây? Biển số 66 Đồng Tháp. 44510. Lên cái cặp đèn mắt cú ở phía trước nữa anh chị các bạn. Đó, nhìn màu sắc ghê chưa. Rồi ok nha. Rồi sang đây là có con máy kinh biển số 59F2 10924. Yeah. Giá lúc trước là 24.900 mà trả anh em nào mua giảm cho anh em mình 1.900 thì 23 triệu. Yeah. 23 triệu là có phiên bản này rồi thì thấy quá hợp lý gì đó. Nó là em ở kia anh chị nha, xe nhập khẩu nguyên con từ Indo luôn đó nha. Rồi cái bên con Exeter 150. Con này thì nó mang biển số là 66H115557 anh chị nha. 23.900, giảm anh em 1.900. Còn 22 triệu. 22 triệu đồng. Con nào thì máy móc cũng vậy hết nhá. Máy đều là zin hết. Đó. 23.900 2018 màu cam đen. Màu đá rất là đẹp. Nhìn đó. Mình có ấn tượng với màu cam đen này lắm, nhìn màu nó nổi, nó trái, nó đẹp. Biển số Sóc Trăng 83D1 16801. Trời, anh em mình lên phía trên luôn. Còn trắng đỏ 2017 đây. Dạ. Yeah.
Con này bán anh em mình 22,9 triệu này. Yeah. Con này biển số 73. Quảng Bình nha. Quảng Bình. Rửa xe như là hết xăng, yếu xăng. Rồi sang đến bên ngoài là con trắng đỏ luôn. 77543 nha anh chị, 6314 Tiền Giang luôn. Anh em mà có nhu cầu ra tên rút gốc cứ liên hệ với anh Thắng luôn nha. Còn giá bao nhiêu anh? Ok. Anh quay về. Con này là 22,9 triệu nhá. Giảm anh em mình 1,9 triệu còn 21 triệu thôi. Dạ, còn 21 anh chị. Rồi lên đến hàng trên là còn mẫu LED 2 tầng còn rất là nhiều. Con này nhãn nè anh em. MX King cũng có luôn. Dạ. Đó. Okay. Thì đầu tiên ở đây, đây cũng là vàng cam. Nhưng mà một con bên nhập khẩu và một con của Việt Nam. Con này là biển số 67C156827. Phiên bản LED 2 tầng 2020. Và giá của nó là 27,9 triệu. Giảm cho anh em mình 1,9 triệu còn 26 triệu nhé. Biển số An Giang nha anh chị ha, 67C1. Cái bên cũng là cam đen, LED màu vàng nhưng mà nó là em mở kinh xe nhập luôn nha. Mở kinh, thì con này thì vừa mới tháo bình ra chắc là hết bình. Con này là nó yêu chủ lắm, nó bán cái giá từ cái lúc từ 35 triệu mà bây giờ còn 31,9 triệu không ai mua. Ngày mai anh em nào tới thì em giảm thêm cho 1,9 triệu đấy, chỉ còn có 30 triệu phiên bản nhập khẩu nhá. Dạ. Máy zin đấy, biển số 69. Dạ, năm 2016. Cái bên còn đang nhám tiếp theo biển An Giang luôn, 67F1 41272 nha anh chị. Này Borin móc nha. Nghe rất chất. Nghe cực chất luôn. Rồi, giá con này 26,9 triệu. Còn giảm cho anh em mình nhá. Anh em cứ tới. Z bao khoang mà giờ giá như vậy á mà anh còn bớt, nếu mà khách hàng đến trực tiếp nữa thì giá rất là ổn rồi. Bên đây biển 61C1 96467 nè anh chị. 25,9 triệu. Dạ. Đó. Giảm cho anh em mình 1,9 triệu nữa. Dạ. 24 triệu LED 3 khoang. LED 3 khoang chỉ có 24 thôi. Biển số 60F3 39852. Dạ. Cũng là LED 3 khoang. 3852. 26,9 triệu. Giảm anh em 1,9 triệu nữa. Nói chung là tất cả mọi chức năng là đều hoàn thiện hết. Ở đây chỉ còn thiếu mỗi cặp kiếng thôi. Anh em mình mà khi mà chốt được thì bên cửa hàng sẽ gắn kiếng lại hết cho mình nhé. Dạ. Tiếp theo đây là một giải đến 155. Hàng 155 này cũng vậy này. Ai chà, xả dữ lắm rồi. Dạ. Xả tiếp. Con này biển Sóc Trăng nha anh em, 83M106422 nha. Bị Tú Sóc Trăng. 36,9 triệu. Mà vẫn còn đây thì bây giờ riêng hàng 155 này bên cửa hàng giảm giá cho anh em mình 2 triệu nhé. 2 triệu là chỉ còn có 34,9 triệu thôi. Biển số 83, phiên bản khóa mắc cây. Khóa mắc cây chứ không phải khóa chìa đâu nha. Mắc cây luôn đó. Rồi. Máy móc zin nhá. 34,9 triệu nha anh em nha. Rồi. Kế bên một Sanjibi. Sanjibi thì anh em biết rồi, nó là luôn luôn mặc định nó là khóa mắc cây rồi. Nó biển An Giang, xin lỗi chị, biển Nghệ An 37G1 18109 nha. Đó, cũng giảm 2 triệu rồi còn có 34,9 triệu. Cũng bằng giá luôn. 34,9 triệu luôn. Bên đây luôn anh, biển 77 Bình Định nè, 65589 nè. Con này 37,9 triệu, giảm 2 triệu rồi còn 35,9 triệu. 35,9 triệu. Sanjibi. Còn đây là một cái phiên bản chìa khóa thường đây, khóa màu thường. Đen bóng, biển Nghệ An luôn, 37D2 516 75. 35,9 triệu, giảm 2 triệu là còn có 33,9 triệu thôi. Dạ đúng rồi. Khóa chìa, Euro 4.000 cây. Dạ. Xe lướt. Rồi còn con trắng đỏ 2022. Biển Kiên Giang anh em, 68M1 96457 nha anh chị bạn ha. 38,9 triệu, giảm anh em mình 2 triệu còn 36,9 triệu. Dạ, còn 36,9 triệu. Vậy thì là vừa mới lướt sơ qua tất cả những dòng xe bên cửa hàng cho anh em mình nhỉ. Dạ. Đây anh em mình về phía bên đây lại nè. Lại bên đây. Đó, trong quá trình quay video thì mọi người thấy không, xe cộ rất là nhiều. Thì anh em mình chủ yếu cũng chỉ là tổng quan giá cả với là cái đời xe. Còn khách hàng thì mua xe chắc chắn là sẽ có thêm những cái thắc mắc khác, những cái thắc mắc nhỏ nữa. Thì anh chị cứ trực tiếp liên hệ với anh Thắng cho số có để trên màn hình để ảnh giải thích cho rõ hơn. Còn giờ thì nhiều phần là cho anh Thắng có nhắc nhở gì với khách hàng mình anh Thắng ha. Rồi thì cũng
cũng muốn chia sẻ với anh chị em mình là bên cửa hàng là kỳ này là đang giảm giá rất sâu. Nếu mà anh chị em mình mà có nhu cầu mua sắm thì cứ tới cửa hàng sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Còn anh em nào mà quan tâm hơn thì đến thì có thể là vẫn còn fit thêm cà phê cà pháo cho cả nhà mình luôn nhé. Yeah. Thôi, rất cảm ơn được sự quan tâm của anh chị em mình đã xem video để cho Ngô Nguyễn một like và một chia sẻ nhé. Yeah. Cho vui nhé. Rồi, cảm ơn nhé. Yeah. Thời lượng nó cũng khá dài. Yeah. Nên là anh chị em mình là cố gắng xem hết video. Xem đến khúc này thì cảm ơn rất là nhiều rồi. Yeah. Xin chào nhé. Rồi, hai anh em xin chào anh chị các bạn nhé.